Xin chào các bạn nhé. Chào các bạn đến với kênh YouTube Đồ Nhật Bãi, chuyên giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các loại hàng nhiệt nội địa. Sau đây thì em sẽ hướng dẫn sử dụng và test cái nắp bệt Toto nhé. Cái này đời 2017 này, em đã bán rồi trước khi em gửi đi cho khách. Đây, hàng còn rất là đẹp nhé. Chức năng chính là sưởi ấm chỗ ngồi. Đấy, nó làm nóng cái bệ này để mình ngồi mùa đông cho nó ấm này. Rồi là rửa vệ sinh, rửa bằng nước nóng này. Đây có hai chức năng rửa khi đi vệ sinh xong này. Một cái rửa góc cao, cái góc thấp. Cái rửa vệ sinh phụ nữ này. Nút stop này. Cộng trừ là tăng giảm áp lực nước. Hai cái mũi tên thì là điều chỉnh độ dài ngắn của cần phun. Đây là chức năng khử mùi điện này. Đây là nước nóng nhá, đang ở mức cao này. Trung bình này, thấp này, tắt đi nhá, bật lên này, đấy nó sẽ báo đèn. Đây là độ ấm của chỗ ngồi, cũng cài đặt được 3 mức nhiệt độ. Đây là chức năng tiết kiệm điện này. Đây là chức năng hẹn giờ tắt hay là bật trong vòng 6 hoặc 9 tiếng. Thì bây giờ em sẽ test luôn nhá. Các bác lưu ý là bên trong này có một cái công tắc để khi mình ngồi vào mình đè cái công tắc thì mới sử dụng được nhá. Đây em ấn xuống này. Rồi. Đây em ấn thử nhá, chức năng vệ sinh rửa này. Đấy, hãng Toto nhá. Muốn rửa massage thì mình ấn thêm một lần nữa này. Ấn hai lần là massage này. Đấy. Ấn thêm lần nữa là không massage. Nước đã nóng này, nước phun rất là mạnh nhá. Đây là điều chỉnh áp lực nước này. Đấy, nhẹ đi này, nhẹ này. Có thấy nhẹ không? Tăng nhá. Hai cái mũi tên là điều chỉnh độ dài ngắn của cần phun nhá. Đây là cần dài ra này, ngắn lại này. Đấy, khi rửa xong thì ấn stop. Đây tương tự cũng như vậy nhé. Chức năng vệ sinh phụ nữ này. Đó. Rửa vệ sinh phụ nữ thì nó sẽ ra nhiều nước và áp lực nó sẽ nhẹ hơn. Cũng có massage. Đấy, cũng điều chỉnh được dài ngắn hết, dài ra, ngắn lại. Áp lực nước nhỏ, mạnh. Đấy, tắt. Còn đây là chức năng khử mùi điện này. Khi mình bật lên thì cái quạt gió bên trong nó chạy, nó hút không khí từ bên gầm dưới này nha, vẫn thổi sang bên hông qua một cái bộ lọc cục than của nó. Khử mùi cũng rất là hiệu quả nhá. Đây, hàng rất là đẹp luôn. Bỏ nó định ra chị ạ. Đời 2017, hàng còn rất là đẹp. Công suất của cái này thì nó tầm khoảng độ xem nào, chắc tầm hơn 300W thôi. Đây, công suất tối đa là 321W nhá. 321W khi mình sử dụng cả chức năng rửa nước nóng với lại chức năng sửa ấm chỗ ngồi. Khi mình bật hết cỡ là 321W. Còn bình thường khi mùa hè mình chỉ rửa với khử mùi không thì tầm độ 450W thôi. Rồi ok, em chào các bác nha. Các bác nhớ đăng ký kênh của em để được theo dõi nhiều cái video hướng sử dụng nha.